Vâng, nhà tranh chúng tôi mến chào cả nhà. Thì từ 7 giờ sáng nay cho tới 17 giờ chiều ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 96 ca dương tính với sắc Covid-2. Vâng. Trong đó, thành phố Nha Trang là 86 ca, thành phố Cam Ranh là 1 ca, thị xã Ninh Hòa là 1 ca, huyện Diên Khánh là 8 ca. Trong số các ca mắc mới có một trường hợp ghi nhận ở cộng đồng, đó là khu vực phường Lộc Thọ thành phố Nha Trang Còn lại các khu khác ở khu cách ly tập trung và khu phong tỏa tại nhà Tính từ ngày 23 tháng 6 cho tới 17 giờ chiều ngày 12 tháng 8 Toàn tỉnh ghi nhận 4.014 ca mắc Covid-19 Trong đó thành phố Nha Trang là 2.006 ca Thị xã Ninh Hòa là 1.535 ca Huyện Diên Khánh là 198 ca Huyện Vạn Ninh 144 ca, huyện Cam Lâm 74 ca, thành phố Cam Ranh 44 ca, huyện Khánh Vĩnh 12 ca, huyện Khánh Sơn 1 ca, toàn tỉnh chia vết được 4.780 ca F1 và 11.507 ca F2, đồng thời phong tỏa tạm thời là 302 địa điểm và tính từ ngày 22 tháng 7 cho tới nay thì có tổng là 1.247 bệnh nhân mắc covid đã được điều trị khỏi bệnh và trong đó là có 27 trường hợp tử vong liên quan tới sars covid-19. vâng và một số bạn có nhắn tin hỏi mình là được tiêm chủng chưa và được tiêm loại vaccine gì thì mình cũng có thông báo luôn là hiện tại mình và một số anh em trong phường trong tổ đã đăng ký được khoảng 2 ba ngày nay rồi mà vẫn chưa được tiêm vaccine. Rất may cho buổi sáng ngày hôm nay mình đi test vaccine, đi test covid tại tổ 2 phường Lộc Thọ. Đây là lần test thứ ba được miễn phí. thì uh, kết quả đều cho ra là âm tính. Rất may cho những hộ ở khu vực là tổ 2 Vâng, thì uh, mình cũng thông báo luôn là chưa được, bọn mình chưa được tiêm nhé. Những người lao động tự do là hiện tại là chưa được tiêm vaccine mình rất mong muốn là được tiêm dù bất cứ một loại vắc gì dù là ở cái mức phần trăm nhỏ nhất 10 20 hay 30 phần đều được Nói chung là có vắc xin là có thể tiêm được chứ không mong muốn gì hơn nên là một số bạn hỏi mình là đã được tiêm chưa thì hiện tại là mình đã đăng ký với lại một số anh em trong phường trong tổ đăng ký được hai ba ngày rồi nhưng mà vẫn chưa nhận được vắc xin để tiêm và có đủ vaccine để tiêm tất cả mọi người những người lao động tự do hay không thì mình chưa nắm được và còn nếu mà được tiêm thì vaccine gì thì cũng được không có mong mỏi gì hơn là được tiêm thôi chứ còn vaccine gì cũng được từ anh từ mỹ hay là từ canada hay là từ trung quốc sản xuất hay cả cả từ việt nam sản xuất mình cũng sẵn sàng để mình thử cho dù cái cái mức độ phần trăm thành công cao hay thấp thì mình vẫn đều chấp nhận mình có thể thử và đó là cái bản tin buổi chiều ngày hôm nay thì hiện tại mình đang chạy trên đường Trần Phú Nha Trang lúc này là vào khoảng là 16 30 chiều cùng ngày mình mới vừa đi về xong thì công việc của mình là vẫn túc tắc bán trứng nha các bạn nhé và mình ở giao ở quanh khu vực thành phố Nha Trang thôi những chỗ nào mà chốt xanh chốt đỏ là mình không thể giao được và một số bạn cũng thắc mắc là tại sao là vẫn vẫn đi bán trứng tại vì mình bán trứng thì mình mới có tiền để mình đổ xăng mình chạy và đi lòng vòng rồi ghi video lại cho các bạn xem vâng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi